sự thật đằng sau việc Tô Lâm quyết chạm vợ chồng Bảy Phúc. Ngay từ khi Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành người nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời, trên mạng xã hội đã xuất hiện các đồn đoán liên quan đến việc cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ bị khởi tố hình sự vì lạm quyền và để trục lợi cùng tham nhũng. Theo giới thạo tin, tin đồn vợ chồng ông Phúc có nguy cơ bị bắt là hoàn toàn có căn cứ, vì khả năng thì rất cao, Tô Lâm sẽ ra tay quyết liệt để chứng minh quyền lực của mình. Theo đồn đoán, nguyên nhân Tô Lâm muốn bắt vợ chồng ông Phúc là do ông Phúc đã chỉ đạo vụ bắt đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai duy nhất của bố già công an Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Tướng Hưởng đã là thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm. Theo những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, do nhục nhã và cay cú, Tướng Hưởng sẽ thề, sẽ bắt bằng được ông Phúc để báo thù. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Xuân Phúc và ông Tô Lâm. Một nguyên nhân chủ yếu khác nữa là tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết tâm dứt điểm chuồng cuối của vụ án Việt Á để làm lễ ra mắt nhân dân, đánh bóng hình ảnh bản thân. Ông Tô Lâm vốn là một chùm an ninh mật vụ bậc nhất của Việt Nam hiện nay, được đánh giá là một nhân vật có nhiều mưu ma trước quỷ, vẫn sẽ sử dụng chiêu nhất tiễn hạ song điều quen thuộc trong vụ xử lý vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc. Một mặt, Tô Lâm muốn chứng minh cho công luận thấy rằng lòng vả cũng như lòng sung, ông Phúc là một nhân vật từng được cho là có uy tín trong đảng, một trường hợp đặc biệt của Đại hội Đảng 13 lại bị một kẻ tội phạm, mặt khác là tân Tổng Bí thư quyết lôi cho bằng được chùm cuối của đại án Việt Á, là kẻ được cho rằng sở hữu 80% cổ phần của công ty Việt Á, vốn được giấu kín như bưng trong nhiều năm qua. Ban lãnh đạo và Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị cũng như Bộ Công an đều biết rất rõ câu trả lời ai là chùm cuối của đại án Việt Á, đứng sau kế hoạch bất nhân để mà trục lợi làm giàu trên xương máu của người dân Việt Nam khi đó. Đại án Việt Á với 43.000 nạn nhân phải tử vong do sự vô trách nhiệm trong phòng chống đại dịch COVID-19 là điều mà lãnh đạo Đảng cũng như Bộ Công an trước đây buộc phải ngậm bồ hòn cho qua. Giờ là lúc Tô Lâm cho ra tay điều tra làm rõ để mà lấy điểm. Đây cũng là lúc những kẻ gieo gió sẽ phải trả giá theo luật nhân quả. Vụ ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, là đại biểu Quốc hội khóa 15 phải tự sát để chạy tội vì cái liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc là một hậu quả nhãn tiền. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo .d được biết cách đây 2 tuần, ông Vũ Tiến Lộc được vợ chồng cựu Thủ tướng Phúc mời đi ăn tiệc. Vợ ông Lộc cho biết khi về nhà, ông tỏ ra buồn phiền và ít nói. Do vợ gặng hỏi, ông trả lời. Ông Phúc giận anh phải nên tránh đi xa một thời gian, yên ổn rồi hãy về. Được biết, căn nguyên của sự việc là do ông Lộc trước đây đã dẫn dắt bà trùm Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu với ông Phúc. Bà Lan đã nhiều lần nhờ ông Lộc chuyển tiền quà biếu cho ông Phúc trong suốt thời gian từ năm 2006 đến năm 2021, thời kỳ từ lúc ông Phúc làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho đến khi hết nhiệm kỳ thủ tướng tại Đại hội 12. Quyết tâm của Tô Lâm để báo cáo công trạng cho thấy con đường bị bắt của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin sự thật đằng sau việc Tô Lâm quyết định chạm vợ chồng Bảy Phúc là gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Vì sao 100% phiếu suy tôn Tô Lâm có được là nhờ tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng? Hội nghị Trung ương khóa 13 được tổ chức sáng ngày 3 tháng 8 để suy tôn Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư. Có rất nhiều điều đáng bàn. Dù với sức mạnh như trẻ tre, Tô Lâm vẫn không đạt được mục tiêu cao nhất là giành quyền Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Mục đích của Tô Lâm là muốn trở thành một người nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Trước hội nghị này, trên mạng xã hội đã có những phân tích và đồn đoán rằng phe tướng lĩnh quân đội dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ có biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc Tô Lâm sẽ giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Cũng như có một số động thái của Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư nhằm ganh đua với Tô Lâm,
trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14. Trước đó, trong các hội nghị quân ủy trung ương, hội nghị quân chính toàn quân đầu tháng 7 năm 2024, vai trò của Tô Lâm khá mờ nhạt so với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thậm chí so cả với tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Không phải ngẫu nhiên vào thời điểm đó, báo Quân đội Nhân dân, tiếng nói của Quân ủy Trung ương liên tiếp có các bài viết, các tin tức liên tiếp liên quan đến việc cơ quan điều tra hình sự quân đội quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, hay việc lật lại hồ sơ tham nhũng của các doanh nghiệp tư nhân cấu kết với tướng lĩnh quân đội. Theo giới quan sát, đó là những động thái chủ ý của phe quân đội nhằm rung cây dọa khỉ vì vụ việc liên quan đến tập đoàn Xuân Cầu, tập đoàn cá mập này do ông Tô Dũng làm chủ. Đây được cho là một doanh nghiệp gia đình do Tô Lâm đứng sau. Tập đoàn Xuân Cầu Holding bắt tay với công ty Cityland, sân sau của các tướng lĩnh quân đội, đã có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nhưng tất cả các đồn đoán đều đã chật lấp khi lo quốc tang Tổng Trọng xong xuôi, thì Tô Lâm đã ngay lập tức bắt tay vào việc xác lập chức vụ Tổng Bí thư chính thức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Các bước đi của Tô Lâm được triển khai nhanh hơn so với mọi đồn đoán của giới thạo tin. Vào ngày 2 tháng 8, Bộ Chính trị họp thông qua nghị quyết tổ chức hội nghị trung ương bất thường để chính thức bầu Tổng Bí thư kế nhiệm. Ngay sau đó, trong vòng chưa đến 24 giờ sáng ngày 3 tháng 8, Hội nghị Trung ương đã chính thức khai mạc với tiêu đề Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 và không có chữ bất thường. Đây là dấu ấn đánh dấu kỷ nguyên mới của Đảng do Tô Lâm dẫn dắt và điều hành. Đó là lý do ông Tô Lâm bằng mọi giá phải trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa để nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mong muốn của Tô Lâm vẫn chưa thành hiện thực bởi nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan. Liên quan đến hội nghị trung ương kể trên, một câu hỏi được công luận đặt ra là vì sao địa điểm tổ chức hội nghị lần này lại là hội trường của Bộ Quốc phòng mà không phải là trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng số 1 Hùng Vương Hà Nội như vẫn thường tổ chức. Có nhiều ý kiến cho rằng hội trường của Bộ Quốc phòng là trụ sở quân đội nên vấn đề đảm bảo an ninh sẽ nghiêm ngặt và an toàn hơn. Đồng thời cũng đề phòng trường hợp xấu nhất nếu có thế lực nào đó không ủng hộ Tô Lâm mà tạo phản. Tuy nhiên, những giả thiết vừa kể trên cũng mang nặng tính âm mưu. Theo nguồn tin nội bộ của Thời báo .d, hội trường của Bộ Quốc phòng không có hệ thống bỏ phiếu bằng cách bấm nút. Vì thế, hình thức bỏ phiếu kín duy nhất có thể là theo cách truyền thống, các đại biểu phải bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu. Mục đích cuối cùng là để dễ gian lận khi kiểm phiếu. Kết quả màn trình diễn suy tôn tân Tổng Bí thư Tô Lâm đạt tuyệt đối 100% phiếu ủng hộ là nhờ như vậy. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao 100% phiếu suy tôn Tô Lâm có được là nhờ tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.